Hôm qua 30 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Tham dự xử lý vi phạm có đại diện Phòng Quản lý giá công sản, Sở Tài chính, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Thanh tra tỉnh, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xử lý môi trường Quảng Nam cùng các thành viên Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Việc xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tịch thu được từ năm 2018 đến năm 2020 qua kiểm kê khoảng gần 100.000 sản phẩm vi phạm như đồ chơi trẻ em, thuốc lá, mũ bảo hiểm các loại, đồng hồ đeo tay, kính, mắt kính, gồng kính các loại, các mặt hàng thực phẩm như bánh kẹo, sữa tươi, sữa đặc, rượu nhiều nhãn hiệu, thực phẩm chức năng, v.v. là những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển bất hợp pháp. Theo quy định của pháp luật, nếu yếu tố vi phạm về nhãn thì loại bỏ những yếu tố vi phạm, nhưng mà hiện nay vì cái điều kiện nó họp gấp và tiêu hóa gấp, cho nên là hội đồng quyết định là tất cả các hàng hóa và là tiêu hủy toàn bộ chứ không để lại. Mặc dù biết rằng cái chất lượng và cái số lượng còn có thể sử dụng được. Dưới sự giám sát của các thành viên hội đồng, toàn bộ số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã được tiêu hủy theo đúng quy trình quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Công tác tiêu hủy được thực hiện công khai, thông tin rộng rãi nhằm tuyên truyền và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động thương mại. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.